Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nên nhóm Phạm Viết Lãm, 21 tuổi, Nguyễn Nguyên Nhân, 18 tuổi, Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Thiện, Lưu Hoàng Quốc, cùng 19 tuổi, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, cùng 17 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Nguyễn Quang Trung, 21 tuổi, Phạm Viết Trần Phú, 18 tuổi, cùng trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên ở địa bàn quận Cẩm Lệ, gồm Nguyễn Thanh Tâm, 14 tuổi, Nguyễn Trọng, 18 tuổi, Nguyễn Công Khánh, 17 tuổi, Lê Việt Trung, 17 tuổi, Phùng Văn Quốc Đại, 15 tuổi, Nguyễn Ngọc Hải Triều, Nguyễn Thiên Ân, chưa rõ lai lịch. Tối ngày 31 tháng 7, các đối tượng đến đường Thăng Long nối dài để hỗn chiến. Trong đó, Nguyễn Công Khánh bị đứt 6 dây gân cánh tay phải, tụ máu sau não và rạn xương cánh tay. Nguyễn Thanh Tâm bị gãy tay phải, chấn động não và Nguyễn Trọng đa chấn thương sọ não kính, máu tụ nội sọ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời ra lệnh bắt giam Phạm Viết Lãm, Nguyễn Nguyên Nhân, Trần Văn Trường, Lưu Hoàng Quốc, Nguyễn Quang Trung. Ngoài ra, Công an quận Cẩm Lệ cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, Lê Việt Trung, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Văn Thiện.